nhằm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa có hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Với chủ đề tuyên truyền phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lịch sử truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Kết quả về việc thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới, những mô hình hay, nhân tố mới, những tập thể cá nhân tiên tiến, những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, nhất là hai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kết quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc, kết quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động tiếp xúc thăm hỏi của lãnh đạo cấp ủy chính quyền, mặt trận với nhân dân, tăng cường tiếp xúc đối thoại với lãnh đạo các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực các tôn giáo trong xây dựng đất nước.